Thưa quý vị, nếu như trước đây, người dân có thể ra khơi khai thác hải sản bất cứ lúc nào, chỉ cần trình báo qua các trạm kiểm soát biên phòng. Nhưng kể từ khi một số địa phương áp dụng mẫu sổ danh bạ thuyền viên mới, thì người dân phải được một cơ quan nữa cấp phép mới được ra khơi. Thực trạng này đang gây ra không ít khó khăn cho hoạt động khai thác hải sản của người dân, ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Mặc dù đã lấy đủ xăng dầu, nước đá, lương thực thực phẩm, nhưng những con tàu này vẫn chưa thể ra khơi đánh bắt theo giờ dự kiến. Theo các chủ phương tiện, từ khi mẫu số danh bạ thuyền viên thay đổi đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đánh bắt của họ. Bởi muốn đi biển, tàu phải được cấp phép thêm bởi ban quản lý cảng cá. Trong khi trước đây, họ chỉ cần trình báo qua các trạm kiểm soát biên phòng là có thể đi biển bất kể thời gian nào trong ngày. Trong khi lịch trực của ban quản lý cảng cá gần như chỉ theo giờ hành chính. Cái số cũ là tôi em chỉ có ra tạm biên phòng, xuất cái là xong là ra chạy, buổi nào cũng được hết. Đấy chứ có ngồi cho anh em cả đoàn tàu rồi chờ. Cái số mới là không có cái chỗ để biên phòng họ chứng nhận, mà chỉ có là rời cảng và cập cảng. Thì chúng tôi là lên tin báo cho cảng, nhưng mà cái thủ tục để chúng tôi là xuất bến là cho nó đúng cái thời gian thì nó chậm trễ quá. Ngày thứ bảy, chủ nhật rồi cũng là ngày lễ, chúng tôi phải bố trí người và kể cả cô giáo. Bởi vì cô giáo đó là khi ký thì phải có cô giáo hành chính quản lý. Cho nên cái việc này thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức làm. Tuy nhiên như biên phòng thì họ là có cô giáo túc trực 24/24. Thì có thể là khi mà xác nhận họ cũng đã có cô giáo bên cạnh. Qua khảo sát tại cảng cá Thọ Quang, không phải tất cả các tàu phải được ban quản lý cảng cá cấp phép mới được ra khơi, mà chỉ có ngư dân của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phải thực hiện việc này. Không chỉ ngư dân gặp khó, việc thay đổi các nội dung trong số danh bạ thuyền viên cũng gây khó khăn cho cơ quan cấp phép.